Rồi, hôm nay là mùng 1 Tết năm 2024. Kỳ Buôn với Đại Viên Dùng chúc mọi người dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Ví ả đi. Rồi, Vi chết chết cha đi Vi. Rồi, cha. Vi ả đi. Rồi, ok. Vi hôn gió mọi người đi Vi. Hôn cái nữa. Rồi, bye bye đi Vi, bye bye. Bye bye. Hôn gió cái Vi. Rồi, ok. Sáng nay thì chương trình đi Tết của nhà mình cũng đơn giản thôi. Đầu tiên là có 8 giờ là vô bên ngoại, rồi xong có 9 giờ mấy là vô bên nội, ăn trưa ở nhà thứ 10 rồi xong đi về nghỉ trưa, rồi chiều lại đi chúc Tết họ hàng tiếp. Không có gì hạnh phúc bằng buổi sáng được uống một ly bạc xỉu thơm ngon. Phê quá. Rồi, bé Vi Nhung ra đi chơi. Đây là bé Vi Nhung. Cái gì đó? Rồi, tới lên ảnh mình lì xì. Rồi, mặt nó nhìn. Năm mới, năm con rồng. Ông nội lì xì cho bé Vi. Bé Vi mạnh giỏi, ăn nhiều, mau lớn. Không có gì. Rồi. Đất bác Hoàng ha. Mai biết nói. Đi phải nặng nha. Vi ạ đây. Bác Hoàng lì xì nha. Cái nữa. Rồi. Rồi, bé Vi ơi. Bé Vi ạ, bà cố ngoại đi Vi. Wow, cái mai dở quá trời đất luôn. Ông bà ngoại. Bấm được cái khoái. Hai tay. Cầm với con. Hai tay. Con xách lì xì đi con xách. Sáng mùng 1 đường phố rất là vắng vẻ luôn, tại người ta giờ này còn đang ngủ hay sao á. Nè, từ từ. Thì Vi Nhung với lại được mẹ dẫn ra ngoài cậu Năm để chúc Tết ông bà Năm. Cậu Năm khỏe không? Con gà. Cái thế đẹp tôi. Mỗi cây nè. Qua hành chính như dù máu đó mà mỗi lần đó. Trốn hết dơ. Rồi mấy người dơ. Chúng dơ kẹp luôn. Chục cây dơ. Bỏ lại bán được 500 cây. Đi ơi. Nè. Vi Nhung đâu Linh? Không mẹ biết này. Đi qua mẹ ơi. Đây là con đường hẻm ở phía trước nhà cậu Năm, mợ Năm. Trời nay nó đẹp, nó vắng người. Tạp hóa của chị chuột chơi. Xe đó Vi Nhung ơi. Đó, đẹp quá. Vi Nhung đang bước mấy cái cọng rau của hơn cây bầu cây bí. Mình có bỏ vô miệng nha con. Hồi nãy mình quay là phía trước nhà cậu Năm, còn đây con hẻm bên hông nhà cậu Năm. Trẻ em á. Ấm không? Đẹp, có khoảng ấm kìa. Ấm không? Ê Vi ơi. Chết nha.
Rồi nó đòi mẹ nó rồi. Năm. Chúc cậu năm năm mới dồi dào sức khỏe. Cảm ơn con. Dạ. May ra cậu xanh. Đang quay đang quay. Dạ. Đây 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 bà năm năm mới thì gì con nha. Bà năm chém đi. Bà năm chém. Ê đi. Không bà năm miếng mà. Nhung. Giữa tay cầm bông tay không tay cá. Cầm bông tay cá tay không. Ôi trời. Vi ẻ đi Vi ơi. Vi Nhung ơi, nhìn kia. Ba Kiệt, U Trâm với lại Vi Nhung. Em chưa về thứ 10. Dạ, cảm ơn thứ 10. Ngủ qua cậu đi canh cha. Thịt rất là biểu. Ngon, đậm đà. Bây giờ mình sẽ ăn thử. Nó đồ chai hết á. Dạ. Xuất sắc, rất biểu, thơm ngon. Rồi, Vi Nhung với lại Khánh Vi với Khánh An đang bấm cái đồ beep bop. À rồi đó. beep bop. Sao? Ai bấm hả? Đúng hút hồn. Vỗ tay hay coi. Hay coi. Giỏi. À, lạc quá đi con, lạc quá đi. Để tự làm. Rồi không thả luôn. Rồi. Kêu. Con heo. Kêu chăm hả? Con heo. Rồi. Heo ơi. Con gái, con tên là Khánh My. Còn con tên là Khánh Nhi. Con là con của ai? Tại bây giờ nó bóc gì cho em ơi. Con của mẹ. Mẹ gì? Mẹ Hợp và ba. Đủ đi vậy. Ba Cường, ba Phúc chứ ta. À. Ba Tường hả? Ủa? Ờ. Bây giờ là ông Mười với là chị Khánh My, Khánh An đang dẫn đi chơi. Lên nhà Lăng đi. Rồi, Vi Nhung đi chơi được chút xíu, chừng 5 phút thôi là Vi Nhung đi về. Đây là bàn thờ ông bà nội của mình. Mong năm mới ông bà nội phù hộ gia đình con về sức khỏe và sự như ý. Nó nằm đung đưa giỏng, Vi Nhung ra nó quậy quá. Nó vui. Nó không có quậy. Không đi nữa, không đi nữa. Đi nữa mệt lắm rồi. Hai hot girl nhà nội đang bấm điện thoại. Người nói là nó xỉ nỉ. Đi nhiều quá mà. Ông nói nó không, nít nó vậy con. Kìa Vi ơi, bà Mười lì xì kìa Vi. Vi ả đi. Bà Mười đi. Giỏi. Thiệt lắm kìa. Không đó.